Chương 179. Giêsu tại Ê-pha-rim, dụ ngôn về trái lựu. Giêsu tưởng rằng vào tia sáng đầu tiên của rạng đông, Ê-pha-rim còn im bặt, đường xá vắng vẻ. Người có thể đi qua Ê-pha-rim mà không bị ai thấy. Vì thận trọng, người đi vòng quanh thành phố mà không ghé vào. Dù mới tinh sương, nhưng khi từ con đường nhỏ mà các đấng đã đi ở phía sau làng, họ đi vào lộ lớn, họ liền thấy mình ở trước mặt tất cả các dân làng. Có thể nói vậy, và cùng với dân làng này, có những người đến từ các nơi khác mà các ngài đã đi qua. Và họ chỉ Giêsu cho dân Ê-pha-rim ngay khi người tới. May thay, tuyệt đối không có các Pha-ri-siêu hay luật sĩ và các người cùng loại của họ. Các người Ê-pha-rim để các kỳ hào của họ đứng ở phía trước, và một ông, sau khi chào cách trọng thể, đã đại diện cho tất cả để nói: Chúng con biết rằng Thầy đã ở giữa chúng con, và Thầy đã không chê thương xót một số người. Chúng con biết rằng Thầy đã đầy tình thương đối với các người Siêu-chem, và chúng con ước ao gặp Thầy. Và đấng nhìn thấy mọi tư tưởng của con người đã dẫn Thầy đến cho chúng con. Xin Thầy nghĩ lại và nói, vì chúng con cũng là con cháu Abraham. Thầy không thể nghĩ lại được. Ôi, chúng con biết rằng họ tìm Thầy, nhưng không tìm ở phía này đâu. Thành phố này là giới hạn của sa mạc và các ngọn núi máu. Họ không tình nguyện đi qua đây. Và lại, từ sau những người đã tới lần trước, chúng con không nhìn thấy một mạng nào nữa. Thầy không thể ở lại. Chúng con biết rằng đền thờ đang chờ Thầy, nhưng xin Thầy hãy tin chúng con. Quý vị coi chúng con như những kẻ bị trục xuất, vì chúng con không cúi mình trước vị giáo chủ của Israel. Nhưng vị giáo chủ, ông ta có phải Thiên Chúa không? Chúng con ở xa, nhưng không đủ xa để không biết rằng các thầy cả của quý vị cũng không kém bất xứng hơn các thầy cả của chúng con. Và chúng con nghĩ rằng Thiên Chúa không thể ở với họ nữa. Không, đấng tối cao không nấp ở sau hương khói. Người ta có thể nghỉ đốt hương, và người ta có thể đi vào nơi cực thánh mà không sợ bị biến thành tro bởi sự huy hoàng của Thiên Chúa trong vinh quang của người. Chúng con thờ Thiên Chúa và cảm thấy người ở bên ngoài các tảng đá của đền thờ. Nó trống rỗng vì không còn được người ở. Chúng con không nói rằng đền thờ của chúng con trống rỗng hơn của quý vị. Nếu quý vị muốn kết án chúng con là có một đền thờ tà thần, Thầy thấy rằng chúng con công bằng, vì vậy xin nghe chúng con. Rồi ông lấy giọng trang trọng. Tốt hơn là Thầy dừng lại để thờ cha ở giữa những người. Ít nhất
còn biết nhìn nhận là họ có một tinh thần tôn giáo, thiếu chân lý mà những người khác không muốn nhìn nhận nó. Và họ xúc phạm đến chúng con, đơn độc, bị xua đuổi như những người cùi, không tiên tri, không tiến sĩ. Ít nhất, chúng con cũng còn biết hợp nhất và cảm thấy chúng con là anh em. Và luật của chúng con là không phản bội. Có lời chép rằng, đừng theo đám đông để làm điều xấu, và khi xét xử, đừng làm sai lệch sự thật để theo ý kiến của phe đông hơn. Có lời chép rằng, đừng làm chết kẻ vô tội và người công chính, vì ta ghét kẻ nhẫn tâm. Đừng nhận quà tặng, vì nó có thể làm mù mắt người khôn ngoan và làm lung lay lời người công chính. Đừng làm khổ cho người ngoại quốc, vì các ngươi biết thế nào là sự kiện phải là một người ngoại quốc trên đất người khác. Và trong các lời chúc phúc được đọc ngay tại Garizim, ngọn núi chí thiết với Chúa, vì người đã chọn nó làm núi chúc phúc. Mọi sự lành đều được hứa cho kẻ giữ các luật thực sự của ngũ kinh. Vậy nếu chúng con từ bỏ các lời của loài người, coi như tà thần, để giữ lấy các lời của Thiên Chúa, mà chúng con lại bị gọi là kẻ thờ tà thần sao? Sự nguyền rủa của Thiên Chúa xuống trên những kẻ đánh sau lưng tha nhân và nhận thù lao để kết án tử hình kẻ vô tội. Chúng con không muốn bị Thiên Chúa nguyền rủa vì các hành động của chúng con, và chúng con sẽ không bị nguyền rủa bởi lẽ chúng con là dân Samari. Vì Thiên Chúa công minh, người thưởng cho nơi nào có điều lành, đó là điều chúng con hy vọng nơi Chúa. Ông ta suy tư một lát, rồi ông tiếp. Vì tất cả những điều đó, nên chúng con nói với Thầy, tốt hơn là Thầy nên ở lại giữa chúng con. Đền thờ họ ghét Thầy và tìm cách làm khổ Thầy, và đâu phải chỉ có mình họ. Thầy ở quá nhiều với những kẻ xua đuổi Thầy như xua đuổi một sự nhục nhã. Tình yêu không đến với Thầy từ người Do Thái đâu. Thầy không thể ở lại, nhưng Thầy sẽ nhớ lời của các con. Thầy bảo các con, dù sao cũng hãy kiên trì trong việc tuân giữ các lề luật chính đáng mà các con đã nhắc lại, là luật chảy ra từ giáo điều về tình yêu tha nhân. Giáo điều này cùng với giới răn về tình yêu đối với Thiên Chúa làm thành giới răn chính của đạo cũ và của Thầy. Đối với kẻ công chính thì họ không xa con đường về trời. Chỉ cần một bước nữa là có thể dẫn những người ở trên con đường kế cận bị chia lìa chỉ vì một khía cạnh danh dự hơn là vì sự xác tín về con đường của nước Thiên Chúa. Đường của Thầy. Đường của Thầy, nhưng không phải một nước như người ta tưởng tượng, một nước của quyền lực tạm thời và lợi dụng võ lực để được hùng mạnh, nhưng là một nước bắt đầu trong con tim người ta, mà vị vua thiêng liêng ban bố những luật thiêng liêng và sẽ ban những phần thưởng thiêng liêng. Người sẽ công bố nước của người, một nước mà trong đó không phải chỉ độc có người Do Thái hay Galilê hoặc Samari, nhưng là nơi mà mọi người trên trái đất có một đức tin duy nhất, tin vào Thầy, và họ sẽ có một cái tên duy nhất trên trời, Thánh. Các nòi giống và sự phân chia các chủng tộc chỉ có ở trên trái đất, chỉ giới hạn ở đó thôi. Trong nước của Thầy không có vấn đề nòi giống khác nhau, mà chỉ có một nòi của các con Thiên Chúa. Các con của Đấng duy nhất chỉ có thể thuộc về một trời duy nhất. Bây giờ hãy để cho Thầy đi, con đường Thầy phải đi từ giờ tới tối sẽ rất dài. Thầy đi Jerusalem à? Đi Ensemes. Vậy chúng con sẽ chỉ cho Thầy con đường mà chỉ có chúng con biết để tới khúc sông cạn, không gián đoạn và không nguy hiểm. Thầy không trở nặng và không có xe cộ thì Thầy có thể đi. Vào giờ thứ 9, 15 giờ, Thầy sẽ ở đó, và rất ít lợi
là thầy biết con đường này, nhưng xin thầy nghỉ lại một giờ ở giữa chúng con và nhận lấy bánh và muối, rồi ban cho chúng con lời thầy để đổi lại. Hãy làm như các con muốn, nhưng hãy ở lại chỗ chúng ta đang ở đây, vì ngày quá êm dịu và chỗ này quá đẹp. Quả vậy, họ đang ở một nơi toàn là cây trái. Ở giữa có một con suối nhỏ mà những trận mưa đầu mùa đã cung cấp nước chảy ào ào dưới mặt trời, đổ xuống các tảng đá, bể ra thành những bọt màu xà cừ. Đi về Jordan, các cây đã kháng cự được với mùa hè như vui đùa ở hai bên bờ suối, đầy bọt nước biến thành bụi sáng loáng, rì rào nhẹ nhẹ dưới làn gió ôn hòa, có mang theo mùi táo chín và mùi trái cây lên men. Giê-xu đi ngay lại con suối và ngồi trên một tảng đá. Trên đầu người là cái bóng nhẹ của một cây liễu. Ở bên cạnh là dòng nước vui tươi chảy xuống thung lũng. Những người khác ngồi trên cỏ mọc ở hai bên bờ. Trong khi đó, từ trong làng, người ta mang tới bánh, sữa mới vắt, phô mát, trái cây và mật ong. Họ dâng tất cả cho Giê-xu để người dùng với các thuộc hạ của người. Họ nhìn người ăn sau khi người đã dâng hiến và chúc phúc các thực phẩm. Đơn sơ như một người trần, đẹp đẽ cách tuyệt hảo, oai phong cách siêu nhiên như một thiên chúa. Người mặc chiếc áo bằng len trắng nõn như len kéo sợi ở nhà, và một áo khoác xanh dương đậm khoác trên vai. Mặt trời lọt qua lá liễu, chiếu sáng mái tóc óng ánh vàng, phất phơ cùng với lá liễu nhẹ. Một tia thành công vuốt ve trên má trái người, làm cho lọn tóc mềm tận cùng bằng những sợi rơi trên má, trông giống như những búp chỉ bằng vàng mà màu sắc hơi lạc hơn bộ râu mềm, nhẹ nhàng phủ trên cằm và phần dưới mặt, làn da màu ngà cũ trong ánh mặt trời, cho nhìn thấy rõ các gân máu được thêu cách tinh tế trên má và thái dương, với một sợi chạy từ mũi lên tới chân tóc, băng qua vầng trán cao và nhẵn. Tôi nghĩ rằng, chính tại sợi gân máu này là chỗ tôi đã thấy chảy ra biết bao máu trong cuộc tử nạn, vì bị một chiếc gai đâm vào. Luôn luôn, khi tôi thấy Giê-xu rất đẹp, rất hòa hợp trong dáng vẻ trưởng thành của người, tôi nhớ lại những đau đớn, những lăng mạ của loài người đã hạ thấp người tới cỡ nào. Giê-xu ăn và mỉm cười với các đứa trẻ chen chúc chung quanh đầu gối người và tì đầu chúng vào đó, hoặc nhìn người ăn như chúng nhìn cái gì tôi không biết. Khi Giê-xu ăn tới trái cây và mật ong, thì người phát cho chúng nó. Người đút vào miệng những đứa nhỏ nhất những trái nho hay miếng bánh có trép mật ong, tựa như đó là những con chim nhỏ. Một đứa bé, có lẽ những thứ đó làm nó vui và nó muốn có. Nó liền chạy qua nhóm người và một vườn trái cây, rồi nó trở lại với hai cánh tay ông ghì lấy lồng ngực nhỏ của nó, như làm thành một cái rổ sống động. Trong đó có ba trái lựu lớn và đẹp tuyệt vời, và nó khẩn khoản tặng cho Giê-xu. Giê-xu cầm lấy các trái lựu và bổ ra hai trái, làm thành những miếng nhỏ bằng các số các bạn nhỏ mà người có. Và người phát cho chúng, rồi người cầm trái thứ ba trong tay, đứng lên và bắt đầu nói, vẫn giữ trong bàn tay trái lựu tuyệt vời trước mắt mọi người. Thầy sẽ so sánh thế giới nói chung và xứ Palestina nói riêng với cái gì đây? Ngày xưa Palestina trong tư tưởng của Thiên Chúa là một nước duy nhất, rồi bị phân chia bởi một sai lầm và một mối oán hờn cố chấp giữa các anh em. Thầy sẽ so sánh Israel đã tự ý rút nhỏ lại này với cái gì? Thầy so sánh nó với trái lựu này. Thực vậy, thầy bảo các con rằng những bất đồng ý kiến giữa các người Do Thái và Samari
sinh ra dưới những hình thức và mức độ khác nhau, nhưng với cùng một cái nền là sự thù ghét, cũng như giữa các nước trên thế giới, và đôi khi giữa các tỉnh của cùng một nước. Người ta nói rằng những bất đồng ý kiến này là không thể vượt qua, làm như chính Thiên Chúa đã tạo dựng nên nó. Không, Thiên Chúa đã không tạo dựng nên từng ấy Adam và từng ấy Eva, như là từng ấy nòi giống đối nghịch nhau, hoặc như từng ấy chi tộc, từng ấy gia đình chống đối nhau như những kẻ thù đâu. Người đã tạo dựng nên một Adam duy nhất và một Eva duy nhất, và từ họ mọi người sinh ra, rồi rải rác để ở khắp trái đất, tựa như nó là một căn nhà duy nhất, mà càng ngày càng gia tăng số phòng theo mức lớn lên của con cái, và chúng thành lập gia đình để đồng sáng tạo hậu sinh cho cha ông. Vậy tại sao giữa người với người có biết bao là thù ghét, bao rào cản, bao không hiểu biết nhau? Các con đã nói, chúng con biết hợp nhất và cảm thấy mình là anh em với nhau. Điều đó không đủ, các con cũng phải yêu cả những người không phải là Samari nữa. Các con hãy nhìn cái trái cây này, các con biết mùi vị của nó, chứ không phải chỉ biết có vẻ đẹp. Nó khép kín như vậy, nhưng nó hứa cho các con cái nước cốt dịu ngọt ở phần bên trong của nó. Một khi bổ ra, nó cũng làm vui con mắt bằng những dãy hạt khút khít nhau tựa như từng ấy viên hồng ngọc cất trong chiếc hòm sắt. Nhưng khốn cho kẻ nào thiếu khôn ngoan cắn vào nó mà không loại bỏ cái màng ngăn cách rất đắng nằm ở giữa các lớp hạt. Nó sẽ bảo là trái cây này độc hại cho môi miệng nó và tạng phủ nó. Nó sẽ quăng trái cây đi và nói, đây là thuốc độc. Cũng giống như vậy về sự chia cách và thù ghét giữa dân này với dân kia, giữa chi tộc này với chi tộc khác. Nó sẽ làm cho cái đã được tạo dựng để là sự êm dịu thành độc hại. Nó vô ích, cũng như cái màng ở trong cái trái này. Nó chỉ tạo ra những giới hạn làm mất chỗ, nén ép và làm khổ. Nó đắng, và nó cho vị đắng của nó, một chất làm độc hại cho tâm hồn những kẻ nào cắn vào nó hay cắn vào người thân cận mà nó không ưa để xúc phạm đến họ và làm khổ họ. Có phải nó là thứ không thể tẩy trừ được không? Không, thiện chí loại trừ được nó, cũng giống như bàn tay đứa trẻ lấy đi những vách ngăn này ở trong cái trái ngon ngọt mà đấng tạo hóa đã làm ra cho sự sảng khoái của con cái người. Và thiện chí, người đầu tiên có thiện chí cũng chính là vị Chúa độc nhất, là Thiên Chúa của người Do Thái, cũng như người Galile, người Samari, người Batane, người chứng tỏ nó bằng cách gửi vị cứu tinh duy nhất để cứu người nọ cũng như người kia, không đòi hỏi gì khác ngoài niềm tin vào bản tính người và giáo lý của người. Vị cứu tinh đang nói với các con sẽ đi qua để triệt hạ những vách ngăn vô ích và xóa bỏ cái quá khứ đã chia rẽ các con để đặt vào đó một hiện tại làm cho các con thành anh em vì danh Thầy. Tất cả các con ở đây cũng như ở bên kia các biên giới, các con chỉ có việc phụ giúp nó và sự thù ghét sẽ bị triệt hạ, sự nhục nhã tạo ra oán ghét sẽ bị triệt hạ, sự kiêu căng gây ra bất công sẽ bị triệt hạ. Đây là giới răn của Thầy. Mọi người hãy yêu nhau như anh em. Họ hãy yêu nhau như Cha trên trời yêu họ, và như con người yêu họ. Đấng bởi nhân tính của người mà người đã mặc lấy để cảm thấy là anh em giữa loài người, và bởi tình phụ tử của người để cảm thấy là Thầy, chiến thắng sự ác và tất cả những hậu quả của nó. Các con đã nói, luật của chúng con là không phản bội. Vậy hãy bắt đầu bằng cách không phản bội linh hồn các con bởi làm cho nó mất nước trời. Các con hãy yêu nhau. Hãy yêu nhau trong Thầy và sự bình an sẽ đến trong tâm hồn mọi người như đã được hứa. Và rồi sẽ tới sự thống trị của Thiên Chúa là sự thống trị của bình an và tình yêu cho tất cả những ai có ý muốn chân thành để phục vụ Chúa là Thiên Chúa của họ. Thầy từ biệt các con. Nguyện cho ánh sáng của Thiên Chúa soi chiếu tâm hồn các con. Chúng ta đi. Người mặc áo khoác, cầm giỏ đeo vào vai và người đi đầu. Ở hai bên người, một bên là Phêrô, một bên là vị kỳ hào đã nói lúc đầu. Đằng sau người là các tông đồ, đằng sau nữa
vì không thể đi thành nhóm trên lối đi dọc bờ suối, là các người trẻ tuổi ở Ephraim.
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới. Chương 180. Giê-xu tại Bethany, dịp lễ lều. Màu xanh, sắc thái của tất cả miền quê bao quanh Bethany hiện ra trước mắt ngay khi người ta băng qua ngọn đồi và đặt chân vào sườn phía nam, đi theo con đường chữ chi dẫn về Bethany. Màu xanh bạc của các cây ô liu, màu xanh đặc biệt của các cây táo rải rác đó đây, những lá vàng đầu tiên, màu xanh hiếm hoi và vàng nhiều của các cây nho, màu xanh đậm và chắc của các cây sồi và cây keo, lẫn lộn với màu nâu của các cánh đồng đã cày, đang chờ hạt giống, cho tới màu xanh mềm mại của các đồng cỏ, nơi cỏ mới mọc, và các khu vườn màu mỡ, làm thành một tấm thảm muôn màu đối với kẻ từ trên cao nhìn xuống Bethany và vùng chung quanh. Và nổi bật trên màu xanh ở chỗ thấp hơn là ngọn bút lông của thốt nốt và trà là luôn luôn thanh nhã, nhắc nhở tới phương đông. Ngôi làng nhỏ Ensame quay quần ở giữa màu xanh và được soi sáng bởi mặt trời sắp lặn, được băng qua mau lẹ cùng với con suối dồi dào nước hơi ở phía bắc, chỗ bắt đầu Bethany. Rồi đây, các nhà đầu tiên ở giữa màu xanh, các đấng tới đây sau bao đường đất, những con đường đầy mệt mỏi. Nhưng cho dù sự mệt mỏi tột độ của họ, họ cũng như vãn hồi sức lực chỉ vì đã tới gần căn nhà bàn hũ ở Bethany. Thành phố nhỏ yên lặng, hầu như trống vắng. Chắc hẳn nhiều người dân đã ở Jerusalem để mừng lễ. Vì vậy Giê-xu đi qua mà không ai hay biết cho tới gần nhà của Lazaro. Chỉ khi người tới gần khu vườn bỏ hoang của căn nhà, nơi có biết bao loại chim, người mới gặp hai người đàn ông. Họ nhận ra người và chào người, rồi họ hỏi người: Thầy tới nhà Lazaro à? Thầy làm đúng, ông ta quá bệnh. Chúng con trở về sau khi đã mang cho ông sữa lừa cái của chúng con, đồ ăn duy nhất mà bao tử của ông còn tiêu hóa được, với một chút nước trái cây và mật ong. Hai cô em chỉ có khóc, mệt mỏi vì căng thức và đau đớn. Và ông ta chỉ ước ao thầy. Con tin rằng đáng lẽ ông đã chết, nhưng sự lo âu muốn gặp thầy đã giữ cho ông ta sống tới lúc này. Thầy đến ngay lập tức, Thiên Chúa ở cùng các con. Và thầy sẽ chữa cho ông chứ? Họ tò mò hỏi. Ý Thiên Chúa sẽ biểu lộ nơi ông cùng với quyền phép của người. Giê-xu trả lời khi từ giã hai người đang phân vân, và người vội vã đi lại cổng vườn.
một người đầy tớ trông thấy người và chạy ra mở cho người, nhưng không một tiếng kêu vui mừng nào. Vừa khi mở cửa ra, ông quỳ gối để tôn kính Giê-xu và ông nói với giọng buồn bã: Ôi Chúa, Thầy đến đúng lúc, và xin cho việc Thầy đến là dấu hiệu vui mừng cho căn nhà buồn bã này. Lazaro, ông chủ con. Thầy biết, tất cả hãy vâng theo ý Chúa, người sẽ thưởng cho sự hy sinh của ý muốn các con, cho ăn hợp với ý muốn của người. Hãy đi gọi Marta và Maria, thầy chờ họ ở trong vườn. Người đầy tớ chạy đi, và Giê-xu từ từ bước theo sau ông, sau khi đã nói với các tông đồ: Thầy tới bên Lazaro, các con hãy nghỉ vì các con cần. Hai chị em hiện diện trước ngưỡng cửa. Các cô không sao nhận ra Chúa được, vì mắt các cô quá mệt bởi canh thức và nước mắt, và mặt trời chiếu ngay trước mặt càng tăng sự khó khăn cho các cô để thấy. Trong lúc đó, các đầy tớ ra ngoài bởi một cửa phụ để gặp các tông đồ và dẫn các ngài đi với họ. Marta, Maria, thầy đây, các con không nhận ra thầy sao? Ôi, thầy! Hai chị em kêu lên và bắt đầu chạy lại với người, quỳ phục dưới chân người. Không sao dằn được tiếng đất. Những cái hôn và nước mắt rơi trên chân Giê-xu như ngày trước trong nhà người Pharisee Simon. Nhưng lần này Giê-xu không cứng đơ như lúc đó để nhận cơn mưa nước mắt của Marta và Maria. Bây giờ người cúi xuống, rờ vào đầu các cô, vuốt ve và chúc phúc. Người bó buộc hai cô đứng dậy khi nói: Đi, chúng ta hãy đi dưới vòm cây lại. Các con có thể rời Lazaro à? Bằng cử chỉ hơn là bằng lời nói, toàn là nấc. Các cô nói là vâng, và họ đi tới cái liều rợp bóng dưới tàn lá dày. Từ đó có vài ngôi sao hoa lại bền bỉ tỏa hương. Vậy nói đi. Ôi, thầy! Thầy đến trong một căn nhà quá buồn. Chúng con đần độn vì đau đớn. Khi người đầy tớ bảo chúng con có người tìm các cô, chúng con đã không nghĩ tới thầy. Khi chúng con thấy thầy, chúng con không nhận ra thầy. Nhưng thầy thấy không, mắt chúng con bị cháy vì nước mắt. Nazaro sắp chết. Và tiếng khóc lại đến, làm gián đoạn những lời của hai chị em thay nhau để nói: Và thầy đã đến để chữa cho anh. Ôi, Chúa của con! Maria nói, sáng lên niềm hy vọng qua làn nước mắt. Ôi, con đã nói rồi, nếu thầy đến. Marta khoanh tay nói, trong bộ điệu vui mừng. Ôi Marta, Marta, con biết gì về những việc làm và những chiếu chỉ của Thiên Chúa? Than ôi, thầy sẽ không chữa ăn sao? Hai cô kêu lên và lại rơi vào đau khổ. Thầy bảo các con, hãy tin không bờ bến nơi Chúa, hãy tiếp tục tin. Dù là có tất cả mọi xỉa sói và mọi biến cố, và các con sẽ thấy những điều vĩ đại khi mà con tin các con không còn lý do để hy vọng được thấy. Lazaro nói sao? Anh ấy có tiếng vọng của các lời thầy trong các lời của anh. Anh bảo chúng con đừng nghi ngờ lòng tốt và quyền phép của Thiên Chúa. Cho dù xảy ra bất cứ sự gì, người sẽ can thiệp vì sự lành cho anh và cho các em, và vì sự lành của một số đông đảo tất cả những người sẽ bền gan trung thành với Chúa như anh và các em. Và khi anh có thể làm, anh cắt nghĩa kinh thánh cho chúng con. Bây giờ anh chỉ còn đọc có kinh thánh, và anh nói với chúng con về thầy. Anh nói anh chết trong thời gian hồng phúc, vì kỷ nguyên bình an và tha thứ đã bắt đầu. Nhưng thầy sẽ nghe anh ấy, vì anh cũng nói tới những điều khác, làm cho chúng con cũng khóc, khóc nhiều hơn là khóc cho anh chúng con. Marta nói, Chúa ơi, xin đến,
mỗi phút qua đi là mỗi mất đi niềm hy vọng của Lazaro. Anh ấy tính từng giờ. Anh nói, nhưng ngày lễ thì người sẽ ở Jerusalem và người sẽ đến. Chúng con là những người biết được nhiều chuyện mà chúng con không nói với Lazaro để không làm anh khổ. Chúng con đã ít hy vọng hơn vì chúng con nghĩ rằng Thầy sẽ không tới để tránh những kẻ tìm Thầy. Đó là điều chị Martha nghĩ, nhưng con thì không. Vì nếu con ở địa vị Thầy, thì con sẽ thách đấu với kẻ thù. Con không phải loại đàn bà sợ loài người. Và bây giờ, con không sợ cả đến Thiên Chúa. Vì con biết người nhân từ chừng nào với các linh hồn sám hối. Maria nói, và cô nhìn người bằng cái nhìn của tình yêu. Maria, con không sợ gì hết sao? Giê-xu hỏi. Sợ tội, sợ chính mình con rất sợ lại rơi vào điều xấu. Con nghĩ chắc là Satan ghét con lắm. Con có lý, con là một trong những linh hồn mà Satan ghét nhất, nhưng con cũng là một trong những linh hồn được Thiên Chúa yêu nhất. Con hãy nhớ điều đó. Ôi, con nhớ. Kỷ niệm này là sức mạnh của con. Con nhớ những lời Thầy đã nói trong nhà Simon. Thầy đã nói, cô ta được tha nhiều vì cô ta yêu nhiều. Và Thầy nói với con, các tội con đã được tha, đức tin của con đã cứu con, hãy đi bằng an. Thầy đã nói, các tội không phải nhiều mà là tất cả. Ôi, Thiên Chúa của con! Vậy con nghĩ rằng Thầy đã thương con không bờ bến. Và nếu lòng tin tội nghiệp của con lúc đó như nó có thể trồi lên trong một tâm hồn nặng nề vì tội mà được nhận biết bao từ Thầy, thì đức tin của con bây giờ lại không thể bảo vệ con khỏi tội lỗi sao? Đúng, Maria, hãy tỉnh thức và canh chừng chính con. Đó là khiêm nhường và thận trọng, nhưng hãy tin nơi Chúa, người ở với con. Họ vào trong nhà. Martha tới tìm anh bà. Maria muốn phục vụ Giê-xu, nhưng người muốn vào thăm Lazaro trước hết. Họ vào trong căn phòng mờ sáng, nơi lễ hy sinh đang hao mòn. Thầy! Bạn của Thầy! Các cánh tay xương sẩu của Lazaro giơ lên. Các cánh tay của Giê-xu hạ xuống để ôm lấy cơ thể của người bạn rũ liệt. Một sự ôm ấp lâu, rồi Giê-xu lại đặt bệnh nhân nằm trên gối và ngắm nghía ông với tình thương xót. Nhưng Lazaro mỉm cười. Ông sung sướng, trên khuôn mặt tàn tạ chỉ còn đôi mắt sâu là sáng và sống động, và nó được làm cho tươi tắn bởi niềm vui được có Giê-xu ở đó. Con thấy không? Thầy đã tới, và Thầy sẽ ở lâu với con. Ôi, Chúa ơi, Thầy không thể. Người ta không nói hết với con, nhưng con biết đủ để nói với Thầy rằng Thầy không thể. Cùng với những đau đớn họ làm cho Thầy, họ thêm vào cái đau của con, phần của con, bằng cách không để cho con tắt thở trong tay Thầy. Nhưng con là kẻ yêu Thầy, con không thể ích kỷ để giữ Thầy ở bên cạnh con. Trong nguy hiểm, đối với Thầy, con đã dự liệu. Thầy phải đổi chỗ không ngừng. Hết mọi căn nhà của con đều mở cửa cho Thầy. Các người gác gian và cả các người quản lý các cánh đồng của con đều đã được lệnh. Nhưng Thầy đừng đến nghỉ tại Gethsemane, nơi đó bị canh chừng đặc biệt. Con nói về căn nhà thôi, vì vườn ô liu, nhất là những vườn ở trên cao, Thầy có thể tới đó bằng nhiều con đường mà họ không biết. Mariam, Thầy biết rằng nó đã ở đây chứ? Mariam đã bị mấy người hỏi han khi nó ở tại chỗ máy ép với Mark. Họ muốn biết Thầy ở đâu. Thầy có đến không?
Đứa trẻ đã trả lời rất hay. Người là một công dân Israel thì người sẽ đến. Bằng đường nào thì tôi không biết. Tôi đã từ biệt người ngay ở Meron. Như vậy, nó ngăn cản họ nói rằng thầy phạm tội và nó không nói dối. Thầy cảm ơn con Lazaro, thầy sẽ nghe con, nhưng dầu sao chúng ta cũng còn đang gặp nhau. Và người lại ngắm nghía ông. Thầy nhìn con à, thầy thấy con đã bị giảm thiểu tức ở nào rồi? Giống như một cây bị rụng hết lá vào mùa thu. Từ giờ nọ qua giờ kia, con lột bỏ xác thịt, sức lực, thời gian sống. Nhưng con nói thật rằng, nếu con ân hận vì không được sống đủ để thấy chiến thắng của thầy, thì con cũng sung sướng ra đi để không phải thấy sự thù ghét lớn lên ở chung quanh thầy, mà con bất lực, không hãm nó lại được. Con đâu có bất lực, con không bao giờ bất lực. Con cung cấp nhu cầu cho bạn con ngay cả trước khi nó tới. Thầy có hai căn nhà bình an mà thầy có thể nói là nó thân thiết ngang nhau. Căn nhà Nazareth và căn nhà này. Nếu ở đó có mẹ thầy, có thể nói là tình yêu thiên quốc, lớn như bầu trời cho con Thiên Chúa. Thì ở đây thầy có tình yêu của loài người cho con loài người. Tình yêu bằng hữu, đầy đức tin và kính cẩn. Cảm ơn các bạn của thầy. Mẹ thầy sẽ không bao giờ tới nữa. Vào đầu mùa xuân. Ôi, vậy là con sẽ không gặp mẹ nữa. Có, con sẽ gặp mẹ. Chính thầy nói với con điều đó. Con phải tin thầy. Chúa ơi, con tin tất cả. Dù là các sự kiện cải chính nó. Mặc xem nó ở đâu? Ở Jerusalem với các môn đệ. Nhưng buổi chiều, nó sẽ tới đây. Sắp sửa rồi. Còn các tông đồ của thầy, họ không ở với thầy à? Họ ở phòng bên với Maximin, ông cứu trợ sự mệt mã và mòn mỏi của họ. Quý vị đã đi bộ nhiều. Rất nhiều, không ngừng, thầy sẽ kể cho con nghe. Lúc này con hãy nghỉ đi, thầy chúc lành cho con bây giờ. Giê-xu chúc lành cho ông, rồi rút lui. Bây giờ các tông đồ đang ở với Marziam và hầu như hết các mục đồng. Họ nói về sự nài nỉ của các Pharisêu để biết những điều về Giê-xu. Các môn đệ nói rằng, điều đó làm họ nghi ngờ. Tới nỗi họ đã nghĩ đến việc canh chừng trên hết mọi con đường dẫn vào nội thành Jerusalem để loan báo cho thầy. Isaac tường trình. Quả vậy, chúng con đã phân tách ra trên hết các con đường, canh chừng ở khoảng cách xa các cổng vài chặng, và chúng con thay phiên nhau để qua một đêm ở đây. Đây là phiên chúng con. Judah cười và nói, thưa thầy, các anh ấy nói rằng ở cổng Giaffa có khoảng nửa số phát đình phiên. Họ cái cọ với nhau vì một số người nhớ những lời con nói ở Enganim. Một số khác thề rằng họ đã nghe nói rằng thầy ở Dosain. Trái lại, một số nữa thì nói họ đã thấy thầy ở Ephraim. Và điều đó làm họ phát khùng vì không biết thầy ở đâu. Và ông cười vì cái trò khôi hài ông đã chơi với các kẻ thù của Giê-xu. Ngày mai họ sẽ thấy thầy. Giê-xu nói, không, ngày mai chính chúng con sẽ đi. Tất cả đã đồng ý. Đi cả đám với nhau để cho mọi người thấy. Thầy không muốn, con sẽ nói dối. Con thề với thầy rằng con sẽ không nói dối. Nếu họ không nói gì với con, thì con sẽ không nói gì với họ. Nếu họ hỏi chúng con xem thầy có ở với chúng con không, con sẽ nói. Vậy các ông không thấy rằng người không có ở đây sao? Nếu họ không biết xem thầy ở đâu, con sẽ trả lời. Thì các ông hãy đi tìm người. Làm sao các ông lại muốn rằng tôi phải biết lúc này người ở đâu? Quả vậy, con không thể biết chắc rằng thầy đang ở chỗ này hay ngoài vườn cây hay ở đâu. Con đâu có biết. Judah, thầy đã bảo con. Và con bảo thầy rằng thầy có lý. Về phần con không luôn luôn đơn sơ như chim bồ câu.
nhưng con khôn như con rắn. Thầy là chim bồ câu, con là con rắn, và cùng nhau chúng ta làm thành chữ trọn hảo mà thầy đã dạy. Và ông bắt chước giọng điệu của Giê-xu khi người giáo quân noi gương thầy về sự hoàn thiện. Ông nói, thầy sai các con đi như con chiên ở giữa bầy sói, hãy khôn ngoan như con rắn và đơn sơ như chim bồ câu. Đừng lo lắng phải trả lời thế nào, vì lúc đó các lời sẽ được đặt trên môi các con, vì không phải các con nói mà là Thánh Linh nói trong các con. Khi người ta bắt hại các con trong một thành, hãy trốn qua thành khác cho tới khi nước của con người đến. Còn nhớ những lời đó, và đây là lúc để thi hành. Thầy đâu có nói như vậy, và đâu phải thầy chỉ nói có những câu này thôi. Giê-xu phản đối. Ôi, lúc này thì chỉ cần nhớ câu này thôi, và nói nó như vậy. Con biết thầy muốn nói gì, nhưng nếu niềm tin vào thầy chưa được thành lập vững chắc, và đó là một viên đá ở trong nước của thầy, thì không thích đáng khi nộp mình cho kẻ thù. Rồi, chúng con sẽ nói và làm những gì còn lại. Sự giải bày của Giuđa rất sáng sủa về thông minh và về tinh ranh, tới nỗi nó chinh phục mọi người, trừ Giê-xu chỉ thở dài. Đúng thật là một tên dụ dỗ không thiếu điều gì để thắng loài người. Giê-xu thở dài và suy nghĩ, nhưng người nhượng bộ vì cho rằng sự phòng thủ của Giuđa không hoàn toàn xấu. Giuđa bày tỏ tất cả kế hoạch của ông với vẻ chiến thắng. Vậy ngày mai, ngày mốt, cho tới sau ngày Sa-bát, chúng ta sẽ đi, và chúng ta sẽ ở lại trong chiếc lều bằng cành cây dưới thung lũng Sê-rôn như những người Israel chính tống. Họ sẽ mệt mỏi vì chờ thầy. Lúc đó thầy sẽ tới. Trong khi chờ đợi, thầy sẽ ở lại đây, bình an và nghỉ ngơi. Thầy ha mòn rồi, thầy của con. Và chúng con không muốn như vậy. Một cách bí mật, một người trong chúng con sẽ tới để nói cho thầy là họ làm gì. Ôi, đẹp, thật là đẹp, được thấy chúng thất vọng. Mọi người đều đồng ý, và Giê-xu không kiên trì để chống đối nữa. Có lẽ vì sự mệt mỏi tột độ của người, có lẽ vì người mong ước củng cố cho Lazaro, muốn cho ông tất cả sự kích lệ trước cơn chiến đấu sau cùng, nên người quyết định nhượng bộ. Cũng có lẽ vì sự cần thiết phải giữ gìn mình thật sự tự do bao lâu, chưa hoàn tất mọi việc thiết yếu để Israel không nghi ngờ gì về bản chất của người, và không xác đoán là người có lỗi. Điều chắc chắn là người nói. Hãy làm như vậy nhưng đừng tìm cách cãi cọ, hãy tránh nói dối. Tốt hơn là nên nín lặng, đừng nói dối. Bây giờ chúng ta đi vì Marta gọi chúng ta. Đi Maxim, thầy thấy con có vẻ khá hơn. Người đi, trong khi vẫn nói, một cánh tay quàng quanh vai người môn đệ trẻ nhất. Trong hân hoan đem hy vọng về đây, cùng chung xây bao ước mơ đời ta. Phía trời xa tiếng sơn ca đang gọi ta, dang cánh tay bay về muôn lối. Trong yêu thương mang hy vọng đầy tim, cùng Giê-xu ta bước đi ngại chi. Sẽ nở hoa đem hiến trao cho người gần xa. Dù trong gai bao nhiêu khó nguy, dù sơn ca không hót líu lo, dù cho mây đen kia kéo nhanh, ta vẫn luôn hy vọng trong Chúa. Vì trong Chúa ta luôn vững tâm về muôn.
muôn phương ta thắp sáng lên và xua đi đêm đêm tối tăm, ta luôn mang hy vọng cho đời. Trong tin yêu ta hy vọng không nguôi, vì tha nhân ta dẫn thân triền miên, có niềm tin núi cao kia cũng nhường ta, sông có sâu cũng đành lùi bước. Xin dâng lên bao hy vọng gần xa, vì danh Chúa ta thắp lên tình yêu, kết ngàn hoa hát vang xa hy vọng ca, cho thế gian muôn vàn bình an. Dù trong gai bao nhiêu khó nguy, dù sơn ca không hót líu lo, dù cho mây đen kia kéo nhanh, ta vẫn luôn hy vọng trong Chúa. Vì trong Chúa ta luôn vững tâm, về muôn phương ta thắp sáng lên, và xua đi đêm đen tối tăm, ta luôn mang hy vọng cho đời. Trong hân hoan đem hy vọng về đây, cùng chung xây bao ước mơ đời ta. Phía trời xa tiếng sơn ca đang gọi ta, dang cánh tay bay về muôn lối. Trong yêu thương mang hy vọng đầy tim, cùng Giê-xu ta bước đi ngại chi, sẽ nở hoa đem hiến trao cho người gần xa. Dù trong gai bao nhiêu khó nguy, dù sơn ca không hót líu lo, dù cho mây đen kia kéo nhanh, ta vẫn luôn hy vọng trong Chúa. Vì trong Chúa ta luôn vững tâm, về muôn phương ta thắp sáng lên, và xua đi đêm đen tối tăm, ta luôn mang hy vọng cho đời. Trong tin yêu ta hy vọng không nguôi, vì tha nhân ta dẫn thân triền miên, có niềm tin núi cao kia cũng nhường ta, sông có sâu cũng đành lùi bước. Xin dâng lên bao hy vọng gần xa, vì danh Chúa ta thắp lên tình yêu, kết ngàn hoa hát vang xa hy vọng ca, cho thế gian muôn vàn bình an. Dù trong gai bao nhiêu khó nguy, dù sơn ca không hót líu lo, dù cho mây đen kia kéo nhanh, ta vẫn luôn hy vọng trong Chúa. Vì trong Chúa ta luôn vững tâm, về muôn phương ta thắp sáng lên, và xua đi đêm đen tối tăm, ta luôn mang hy vọng cho đời. Dù trong gai bao nhiêu khó nguy, dù sơn ca không hót líu lo, dù cho mây đen kia kéo nhanh, ta vẫn luôn hy vọng trong Chúa. Vì trong Chúa ta luôn vững tâm, về muôn phương ta thắp sáng lên, và xua đi đêm đen tối tăm, ta luôn mang hy vọng cho đời. Thưa quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin mừng như đã được vén mở cho tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới. Radio Gia Bình An
xin kính mời quý vị theo dõi tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Bén Mở Cho Tôi, tác giả Maria Van Tongtau, do nữ tu Phạm Thị Hương chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Hằng, Trần Hoàng, Tuyết Trang, Hồng Vân, Diễm Trang, Thanh Nga, Hiếu Hồ, Phước Hải và Phước Đồng. Chương 181. Giê-xu tại đền thờ vào ngày lễ lều. Nước Thiên Chúa không đến với vẻ huy hoàng lộng lẫy. Giê-xu vào đền thờ. Người đi với các tông đồ của người và rất nhiều môn đệ mà tôi biết, ít nhất là vì đã nhìn thấy, và ở sau cùng, nhưng tụ tập thành nhóm, làm như họ chứng tỏ rằng họ muốn được coi là các môn đệ của Thầy, là các khuôn mặt mới. Tất cả đều lạ, ngoại trừ tên Hy Lạp ranh mãnh đến từ Antiochia. Ông ta nói chuyện với những người khác, có lẽ cũng là dân ngoại như ông. Nên trong khi Giê-xu và các người của Ngài tiến vào sân Israel, thì ông ta cùng với những người nói chuyện với ông dừng lại ở sân dân ngoại. Đương nhiên, việc Giê-xu đi vào ngôi đền thờ chật ních người, không thể nào người ta không nhận ra. Một sự ồn ào nổi dậy, tựa như một tổ ong bị người ta quậy, làm áp tiếng các vị tiến sĩ đang giảng bài dưới hành lang dân ngoại. Các bài học bị gián đoạn giống như bị ém, và các học trò của các luật sĩ chạy đi tứ phía để loan tin việc Giê-xu đến. Tới nỗi, khi người vào nội khu thứ hai, nơi có đại phòng của dân Israel, thì đã có rất nhiều pha-ri-siêu, luật sĩ và thầy cả quy tụ tại đó để quan sát người. Nhưng họ không nói gì với người trong khi người cầu nguyện, và cả đến họ không lại gần người. Họ bằng lòng để chỉ canh chừng người. Khi Giê-xu trở lại hành lang dân ngoại, thì họ đi theo người. Và tiếp đó, số các kẻ giả tâm gia tăng, cũng như số các người tò mò hay có ý hướng tốt. Sự ồn ào nhỏ tiếng lan trong đám người. Thỉnh thoảng có một nhận xét lớn tiếng. Quý vị thấy người đã đến. Người là kẻ công chính. Người không thể thiếu sót ngày lễ. Hoặc ông ta đến để làm gì? Để làm cho dân chúng lạc đường hơn nữa. Hoặc bây giờ các ông bằng lòng chưa? Lúc này các ông đã thấy rõ người ở đâu? Các ông cứ hỏi hoài. Các tiếng nói lẻ loi bị tắt ngay, bị chặn lại trong họng bởi những cái nhìn nhiều ý nghĩa của các môn đệ hay những người về phe với họ. Bằng chính tình yêu của họ, họ dọa nạt các kẻ thù hay oán ghét. Các giọng nói mỉa mai, độc địa, phun một tia nọc độc rồi nín vì sợ đám đông. Sau sự bộc lộ có ý nghĩa thiện cảm với ông thầy, đám đông yên lặng vì họ sợ các kẻ mặn trả đũa. Sự sợ hãi hổ tương ngự trị ở đây. Một người duy nhất không sợ là Giê-xu. Người bước nhàn nhã với vẻ oai phong về nơi người muốn tới. Hơi trầm tư, nhưng sẵn sàng ra khỏi sự trầm mặc để vuốt ve một đứa trẻ mà một bà mẹ giơ ra cho người. Hoặc mỉm cười với một ông già chào người và chúc phúc cho người. Trong hành lang dân ngoại, Gamaliel đang đứng giữa một nhóm học trò, tay khoăn, trong bộ đồ huy hoàng, trắng tinh và rất rộng. Nó càng có vẻ trắng hơn, vì nó nổi bật trên chiếc thảm đỏ thẫm trải dưới đất nơi ông đứng. Ông có vẻ suy nghĩ, đầu hơi cúi, làm như không lưu ý gì tới những gì đang xảy ra.
trái lại có sự dao động mạnh trong đám các môn đệ của ông, gây ra bởi sự tò mò, tới nỗi một học trò vì nhỏ con đã trèo lên một cái ghế đầu cao để nhìn cho rõ. Nhưng khi Giê-xu đi tới ngang chỗ Gamaliel, vị Rabbi liền ngẩng mặt lên và đôi mắt sâu dưới vầng trán suy tư của ông dán chặt vào khuôn mặt bình an của Giê-xu một lát. Một cái nhìn dò xét, khổ não và gây khổ não. Giê-xu cảm thấy và quay lại. Người nhìn ông, hai tia chớp, đôi mắt đen và đôi mắt lam ngọc giao nhau. Cái nhìn của Giê-xu cởi mở, êm đềm, cho phép dò xét. Cái nhìn của Gamaliel là không thể hiểu, là cố gắng để biết, để vén màn bí nhiệm của sự thật. Vì đối với ông, vị Rabbi Galilee là một bí nhiệm, nhưng tư tưởng của ông ghen tương, một cách pha-ri-siêu, tới nỗi nó tự khép lại với mọi tìm hiểu không phải là Thiên Chúa. Một thoáng, rồi Giê-xu tiến bước, và Rabbi Gamaliel lại cúi đầu, như điếc với mọi câu hỏi thẳng thắn, lo âu của một số người ở chung quanh ông, hoặc câu hỏi nham hiểm và thù ghét của những người khác. Ông ta đó à thầy? Thầy nói sao? Thầy ơi, thầy sẽ thế nào? Ông ta là ai? Giê-xu tới chỗ người chọn. Ôi, đâu có thảm dưới chân người, cả đến người không ở trong hành lang. Người chỉ tựa lưng vào một cái cột, đứng trên bậc thềm cao nhất ở cuối hành lang, một chỗ khiêm tốn nhất. Chung quanh người là các tông đồ, các môn đệ, các người cùng phe, các người tò mò. Xa hơn là các pha-ri-siêu, các luật sĩ, các thầy cả, Rabbi Gamaliel không rời chỗ ông đang đứng. Giê-xu bắt đầu giảng cho lần thứ 100 về việc nước Thiên Chúa đến và việc chuẩn bị cho nước này. Và tôi có thể nói là người nhắc lại mạnh hơn những tư tưởng đã được trình bày 20 năm trước đây. Hầu như tại cùng một nơi, người nói về lời tiên tri của Daniel, về vị tiền hô đã được nói trước bởi các tiên tri. Người nhắc lại ngôi sao của các nhà đạo sĩ, việc tàn sát các trẻ nhỏ vô tội. Và sau những lời nói đầu, có mục đích trình bày những dấu hiệu về việc Đức Kitô đến trên trái đất. Để xác nhận về việc người đến, người kể ra những dấu hiệu hiện tại đi kèm theo Đức Kitô là thầy dạy dỗ. Cũng như trước đó, các dấu hiệu đi kèm việc đến của Đức Kitô nhập thể, tức là người nhắc lại những mâu thuẫn đi kèm với người, cái chết của vị tiền hô, các phép lạ được thi hành liên tục minh xác rằng Thiên Chúa ở với Đức Kitô của Ngài. Người không bao giờ tấn công đối phương, cả đến người làm như không thấy họ. Người nói để làm vững chắc đức tin của những kẻ theo người, để soi sáng chân lý cho những kẻ ở trong đêm tối, không vì lỗi của họ. Một giọng nói khó chịu phát ra từ cuối đám đông. Làm sao Thiên Chúa có thể ở trong phép lạ của ông, nếu nó xảy ra trong một ngày bị cấm? Mới hôm qua đây, ông đã chữa một người cùi bên đường Bethage. Giê-xu nhìn kẻ làm gián đoạn mà không trả lời. Người tiếp tục nói về việc giải phóng cho khỏi những sức mạnh đàn áp con người và việc thiết lập nước của Đức Kitô, đời đời vô hình, vinh quang trọn lành. Và bao giờ có điều đó? Một luật sĩ hỏi cách chế nhạo, và ông thêm: chúng tôi biết ông muốn xưng mình là vua, nhưng một ông vua như ông thì tiêu ma cho Israel. Quyền bính ông vua của ông ở đâu? Quân đội của ông ở đâu? Các kho báu của ông đâu? Các đồng minh của ông đâu? Ông điên. Và nhiều người trong đám giống như ông ta lắc đầu khinh bỉ.
Một Pharisee nói: "Các anh đừng hành động như vậy. Làm thế thì chúng ta sẽ không biết ông ta muốn gì về cái nước ấy. Cái nước này sẽ có những lề luật nào? Và nó sẽ trình diện như thế nào? Và gì? Có phải tình cờ nước Israel cũ trở nên trọn hảo như vào thời của David và Solomon trong nháy mắt không? Các anh nhớ, có biết bao biến thiên và các thời kỳ tăm tối trước khi đến triều đại huy hoàng của ông vua toàn vẹn? Để có ông vua đầu tiên thì trước hết phải đào tạo người của Thiên Chúa. Thiên Chúa phải sức dầu cho ông, và bởi đó phải lấy đi sự son sẻ của Anna Aquada và thúc giục bà dâng hiến cái quả của lòng bà. Hãy suy niệm thánh vị của Anna, đó là một giáo huấn của sự chai đá và mù quáng của chúng ta. Không ai thánh như Chúa, đừng vì khoe khoang mà tăng thêm các lời kiêu căng. Chính Chúa làm cho chết và sống, người nâng kẻ nghèo hèn lên, người cho bước chân của các vị thánh được vững chắc, và cho kẻ ô uế phải câm nín. Vì không phải do sức mạnh mà con người mạnh, nhưng bởi sức mạnh đến từ Thiên Chúa. Ôi, các anh hãy nhớ, Chúa sẽ xét xử các biên giới của trái đất, và người sẽ ban quyền bá chủ cho vị vua của người, và người sẽ tán dương quyền phép của Đấng Kitô của người. Đức Kitô của các tiên tri, người chẳng phải đến từ David sao? Vậy tất cả những gì chuẩn bị, kể từ việc Samuel được sinh ra, chẳng phải là cái chuẩn bị cho triều đại của Đức Kitô sao? Vậy thầy đã chẳng đến từ David, sinh ra ở Bethlehem sao? Sau cùng, ông đã hỏi thẳng Giê-xu. Ông đã nói đúng điều đó. Giê-xu trả lời vắn tắt. Ôi, vậy hãy thỏa mãn sự thông hiểu của chúng tôi. Thầy thấy rằng sự yên lặng không phải là điều tốt, vì nó khơi dậy những đám mây nghi ngờ trong các con tim. Không phải là nghi ngờ mà là kiêu ngạo, một điều trầm trọng hơn. Thế nào? Nghi ngờ về thầy còn ít trầm trọng hơn là kiêu căng sao? Đúng, vì kiêu căng là sự xâm đãng của trí tuệ, và đó là tội nặng nhất. Đó là tội của chính Lucifer. Thiên Chúa tha thứ biết bao tội, và ánh sáng của người rực rỡ với tình yêu để soi sáng những kẻ không biết và đánh tan những nghi ngờ của họ. Nhưng người không tha cho kẻ kiêu căng là kẻ chế nhạo người bằng cách nói rằng họ lớn hơn người. Ai đã nói vậy giữa đám chúng tôi? Ai nói rằng Thiên Chúa nhỏ hơn chúng tôi? Chúng tôi đâu có phạm thượng. Nhiều người kêu lên. Các ông không nói như vậy bằng môi các ông, nhưng các ông xác nhận điều đó bằng hành động của các ông. Các ông quả quyết nói với Thiên Chúa, không thể nào Đức Kitô lại là người Galilee, một người trong dân chúng, không thể nào lại là ông ta. Cái gì là không thể đối với Thiên Chúa? Giọng nói của Giê-xu như tiếng sấm. Nếu trước tiên, dáng vẻ của người khiêm tốn khi người tựa vào cái cột, như một người hành khất, bây giờ người đứng thẳng, tách rời cái cột, ngẩng đầu lên một cách oai phong, và người ném những cái nhìn sáng quắc trên đám đông. Người vẫn còn ở trên bậc thềm, nhưng tựa như người ở trên một chiếc gai cao. Thái độ của người oai phong chừng nào. Người ta giật lùi như sợ. Không ai trả lời cho câu hỏi sau cùng. Rồi một rabbi nhỏ thó, nhanh nheo, dáng điệu gắt gỏng, chắc chắn cũng giống như linh hồn ông. Ông hỏi, nhưng trước khi đặt câu hỏi, ông làm một tràng cười rồ rồ, giả mạo. Hồ, sự dâm đãng được hoàn thành với hai người. Vậy trí tuệ hoàn thành việc đó với ai? Nó đâu có xác, làm sao nó có thể phạm tội dâm đãng? Nếu nó không có xác, thì nó kết hợp với cái gì để phạm tội? Ha. Và ông cười, trong khi kéo lê tiếng nói và giọng cười của ông. Với ai? Với Satan. Trí tuệ kẻ kiêu căng phạm tội dâm dục với Satan, chống lại Thiên Chúa và chống lại tình yêu. Vậy Lucifer, nó đã làm với ai để trở nên Satan? Nếu Satan chưa hiện hữu? Nó đã làm điều đó với chính nó, với tư tưởng thông minh và rối loạn của chính nó. Ôi hỡi luật sĩ,
dâm ô là cái gì. Nhưng tôi đã nói với ông, mà ai lại không biết dâm ô là cái gì? Tất cả chúng ta đều có kinh nghiệm. Ông không phải là một rabbi thông sáng, vì ông không biết cái bản chất thực của cái tội phổ quát này, cái hậu quả chấp ba của sự ác, cũng như Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần là hình thức chấp ba của tình yêu. Ôi luật sĩ, dâm dục tức là sự rối trật tự, một sự rối loạn được điều khiển bởi một trí tuệ tự do và có ý thức. Nó biết rằng sự ước ao của nó là xấu, nhưng dù sao nó cũng muốn thỏa mãn. Dâm đãng là sự rối loạn và hung bạo phản lại các luật tự nhiên, phản lại sự công bằng và phản lại tình yêu đối với Thiên Chúa, đối với chính mình và đối với tha nhân. Hết mọi thứ dâm dục của xác thịt cũng như dâm dục nhắm vào của cải hay chức quyền thuộc về trái đất, cũng như dâm dục của những kẻ muốn ngăn cản Đức Kitô làm tròn sứ mệnh của Người, bởi vì họ âm mưu với các tham vọng vượt mức của họ và họ run lên vì sợ bị ta sửa trị. Một ồn ào mạnh chạy lan trong đám đông. Gamaliel chỉ còn một mình ở trên thảm. Ông ngẩng đầu và ném một cái nhìn sắc nhọn trên Giê-xu. Nhưng khi nào thì triều đại của Thiên Chúa đến? Ông chưa trả lời. Ông Pha-ri-siêu lúc nãy trở lại vấn đề. Khi Đức Kitô sẽ ở trên cái ngai mà Israel chuẩn bị cho Người, cao hơn tất cả các ngai, cao hơn ngay cả chính đền thờ này. Nhưng người ta đang chuẩn bị nó ở đâu? Nếu không thấy có một cái gì huy hoàng, có bao giờ lại có sự thật là Roma để cho Israel nổi dậy không? Vậy các con diều hâu đã trở nên mù quáng để không nhìn thấy những cái đang chuẩn bị sao? Nước Thiên Chúa không đến với vẻ huy hoàng lộng lẫy. Chỉ có con mắt Thiên Chúa mới thấy nó đang được tạo thành, vì con mắt Thiên Chúa đọc được nội tâm con người. Cũng vậy, đừng đi tìm xem nước này ở đâu, nó được chuẩn bị ở chỗ nào, và đừng tin vào những kẻ nói rằng người ta mưu đồ nó ở Batane, người ta mưu đồ nó ở các hang trong sa mạc Engadi, người ta mưu đồ nó ở bờ biển. Nước Thiên Chúa ở ngay trong quý vị, trong nội tâm quý vị, trong tâm hồn mà quý vị đón tiếp lề luật từ trời mà đến, như lề luật của quê hương thật. Lề luật làm cho người thi hành nó trở thành công dân của nước ấy. Chính vì vậy mà Gioan đã đến trước tôi để sửa soạn con đường là các con tim mà giáo lý của tôi phải thấm nhập vào. Các con đường được chuẩn bị bằng sự sám hối. Nước này sẽ được thành lập bằng tình yêu, và sự nô lệ của tội lỗi, điều ngăn cản con người vào nước trời, sẽ bị triệt hạ. Nhưng ông này quá là vĩ đại. Vậy mà các ông nói ông ta là thợ thủ công. Một người đã chăm chú nghe, rồi nói lớn. Những người khác, theo như y phục của họ, thì họ là Do Thái, và có lẽ bị kích thích bởi các kẻ thù của Giê-xu. Họ nhìn nhau kinh ngạc, và họ nhìn những kẻ kích thích họ. Nhưng các ông đã xúi chúng tôi cái gì? Ai có thể nói được rằng ông này xúi giục dân chúng? Và những người khác nữa. Chúng tôi tự hỏi, và chúng tôi hỏi các ông điều này. Nếu đúng thật là không ai trong các ông đã dạy ông ta, làm sao ông ta lại có bấy nhiêu khôn ngoan? Ông ta đã học được ở đâu? Nếu ông ta không bao giờ học ở nơi một ông thầy. Và họ hỏi Giê-xu, vậy hãy nói cho chúng tôi, ông lấy ở đâu ra cái giáo lý mà ông dạy? Giê-xu ngửa khuôn mặt, được linh ứng lên và nói, thực vậy, tôi bảo quý vị rằng, giáo lý này không phải của tôi, mà là của Đấng đã sai tôi đến với quý vị. Thực vậy, tôi bảo quý vị rằng, không một ông thầy nào đã dạy nó cho tôi, và tôi không tìm thấy nó trong một cuốn sách sống, một rulo hay một bia đá nào. Thực vậy, tôi bảo quý vị rằng, tôi đã sửa soạn cho giờ này bằng cách nghe Đấng hằng sống nói trong thần trí tôi. Bây giờ đã đến giờ để tôi ban cho dân Chúa lời đã đến từ trời. Tôi làm việc đó, và tôi sẽ làm việc đó cho tới hơi thở cuối cùng của tôi. Và lúc đó, khi tôi sẽ phát ra tiếng sau cùng của lời này, thì những tảng đá sẽ nghe tiếng tôi mà không sụp đổ, sẽ cảm thấy một sự kinh sợ Thiên Chúa
còn mạnh hơn điều Mô-xê đã cảm thấy trên núi Sinai. Và trong sự kính sợ, với tiếng nói đích thực, hoặc chúc phúc, hoặc nguyền rủa, các lời giáo lý của tôi mà bị từ chối sẽ tự ghi khắc trên đá, và những lời này sẽ không xóa đi được nữa. Dấu hiệu sẽ tồn tại là ánh sáng cho những kẻ tiếp nhận nó, ít là vào lúc đó, và là sự tối tăm tuyệt đối cho những kẻ, ngay cả lúc đó, cũng không hiểu rằng chính Thiên Chúa đã sai tôi thiết lập nước của người. Lúc khởi đầu của việc tạo dựng, người đã nói, ánh sáng hãy được làm ra, và ánh sáng liền được làm ra trong sự hỗn mang. Lúc khởi đầu của đời tôi, lời đã được nói, bình an cho người có thiện chí. Người thiện chí là người làm theo ý Thiên Chúa và không chống cự nó. Và kẻ nào làm theo ý Thiên Chúa và không chống cự thì đều cảm thấy là họ không thể chống cự lại tôi, vì họ cảm thấy rằng giáo lý của tôi đến từ Thiên Chúa chứ không phải tự mình tôi. Tôi có tìm vinh quang cho tôi không? Tôi có nói rằng tôi là tác giả của lề luật ân sủng của kỷ nguyên tha thứ không? Không, tôi không giữ cái vinh quang không phải là của tôi, nhưng tôi dâng sự vinh quang cho vinh quang của Thiên Chúa, tác giả của mọi sự lành. Và vinh quang của tôi là làm những gì Chúa Cha muốn tôi làm, vì điều đó làm cho người được vinh quang. Kẻ nói có lợi cho mình để người ta ca ngợi là tìm vinh quang cho chính họ. Nhưng đấng dù không tìm cũng có thể có vinh quang của loài người vì những gì người đã nói và đã làm, nhưng người đã từ chối mà nói rằng nó không thuộc về tôi. Nó được tạo ra bởi tôi, nhưng nó khởi nguyên từ vinh quang của Chúa Cha. Cũng như tôi khởi nguyên từ người. Đấng đó ở trong chân lý, nơi người không có bất công, vì người dành cho mỗi người cái thuộc về họ, không giữ lại điều gì không phải là của người. Tôi hiện hữu vì người đã muốn tôi. Giê-xu ngừng một lát, người liếc mắt trên đám đông, lục lọi các lương tâm, đọc và cân nhắc nó. Rồi người lại nói, quý vị nín thinh, một nửa vì cảm phục, một nửa thì tự hỏi phải làm sao để cho tôi câm đi. 10 điều răn là của ai? Chúng từ đâu mà đến? Ai đã ban hành nó cho quý vị? Mô-xê! Đám đông kêu lên. Không, đấng tối cao. Mô-xê là tôi tá người đã mang chúng đến cho quý vị, nhưng nó là của Thiên Chúa. Quý vị, những người có những công thức nhưng không có đức tin, quý vị nói trong lòng, Thiên Chúa thì chúng tôi không thấy, những người hy bá ở chân núi Sinai cũng không thấy. Ôi, ngay cả những sấm chớp và đám cháy ở trên núi, khi Thiên Chúa làm sấm sét trước mặt Mô-xê, cũng không đủ để quý vị tin là Thiên Chúa hiện diện. Những sấm sét và động đất cũng chẳng giúp cho quý vị tin rằng Thiên Chúa ở trên quý vị, để viết cái minh ước đời đời về sự cứu rỗi và luận phạt. Quý vị sẽ thấy một lễ hiển linh mới ở trong các bức tường này, kinh khủng và sắp sửa rồi. Và những chỗ thánh được giấu kín sẽ ra khỏi bóng tối, vì triều đại của ánh sáng bắt đầu, và nơi cực thánh sẽ lộ ra trước mắt mọi người, không còn bị che bởi 3 lớp màn nữa. Và quý vị cũng vẫn sẽ không tin. Vậy phải cái gì mới làm được cho quý vị tin? Phải có sấm sét của sự công bằng ghi dấu trên thân xác quý vị ư? Nhưng lúc đó sự công bằng sẽ êm đềm, sấm sét của tình yêu sẽ đổ xuống. Nhưng nó vẫn không viết được sự thật trên con tim quý vị, trên tất cả các con tim quý vị, và không khơi được sự sám hối. Và rồi tình yêu. Bây giờ, Gamaliel có vẻ mặt căng thẳng, nhìn đăm đăm vào mặt Giê-xu. Nhưng Mô-xê, quý vị biết, đó là một người giữa loài người. Các nhà chép sử của thời ông đã để lại cho quý vị những miêu tả về ông. Nhưng dù đã biết ông là ai, ông đã có các lề luật từ ai và thế nào, nhưng quý vị có thi hành luật đó không? Không, không ai trong quý vị thi hành luật đó. Tiếng kêu phản đối nổi lên từ đám đông, nhưng Giê-xu áp đặt sự yên lặng. Quý vị nói rằng điều đó không đúng, rằng quý vị giữ luật. Vậy tại sao quý vị tìm cách giết tôi? Phải chăng giới răn thứ 5 không cấm giết người sao? Các ông không nhìn nhận Đức Kitô nơi tôi, nhưng các ông không thể chối rằng tôi là một người. Vậy tại sao các ông tìm cách giết tôi? Nhưng ông điên sao? Ông bị quỷ ám.
một thằng quỷ đã nói trong ông. Nó làm ông mê sảng và nói dối. Không ai trong chúng tôi nghĩ tới giết ông. Ai muốn giết ông? Ngay chính những kẻ muốn làm việc đó kêu lên. Ai nữa? Chính các ông. Và các ông tìm cách bào chữa để làm việc ấy. Các ông khiển trách tôi những lỗi không có thực. Đây đâu phải lần đầu tiên các ông khiển trách tôi vì đã chữa cho một người trong ngày Sa-bát. Mô-xê đã chẳng nói phải thương cho con lừa, con bò rơi xuống hố vì chúng là của cải của anh em sao? Vậy tôi lại không thương thân xác bệnh tật của một người anh em, mà sức khỏe khi được vãn hồi sẽ là một của lành về vật chất và một phương tiện tinh thần để chúc tụng Thiên Chúa và yêu người vì lẽ sức khỏe tốt của họ sao? Và phép cắt bì mà Mô-xê đã dạy cho các ông vì đã nhận được từ các tổ phụ, các ông không thi hành dù là ngày Sa-bát đó sao? Nếu việc cắt bì cho một người trong ngày Sa-bát không phải là một sự vi phạm luật Mô-xê về ngày Sa-bát, vì nó được dùng để làm cho một đứa con trai thành con của lề luật, thì tại sao các ông phẫn nộ vì trong ngày Sa-bát tôi đã chữa cho một người toàn bộ trong thân xác và trong linh hồn nó, và tôi làm cho nó nên con Thiên Chúa? Đừng xét đoán theo vẻ bề ngoài và theo từng chữ, nhưng hãy xét đoán công minh theo thần trí của các ông. Vì chữ nghĩa, các công thức, các vẻ ngoại diện là những thứ phải chết, là những bức tranh được vẽ chứ không phải sự sống thực. Trong khi tinh thần của các lời và của ngoại diện là sự sống thực và là nguồn mạch vĩnh cửu. Nhưng các ông không hiểu những điều này, vì các ông không muốn hiểu. Chúng ta đi thôi. Người trở lưng và hướng về phía cửa ra, được bao vây bởi các tông đồ và các môn đệ. Họ nhìn người, buồn thay cho người, và đầy khinh bỉ đối với các kẻ thù của người. Giê-xu tái mét, mỉm cười với họ và nói: Đừng buồn, các con là bạn thầy, và các con làm rất tốt để trở nên như vậy, bởi vì thời gian của thầy đang tới hồi kết thúc. Sắp sửa đến thời mà các con sẽ ước ao được thấy một trong những ngày này của con người. Nhưng các con không còn thể thấy. Lúc đó sẽ là sự khích lệ cho các con để nói: Chúng ta đã yêu người và đã trung thành với người, bao lâu người còn ở giữa chúng ta? Và để nhạo cười các con và để làm cho các con có vẻ như điên, họ sẽ nói với các con: Đức Kitô đã trở lại, người ở đây, người ở kia, đừng tin lời họ. Đừng đi, đừng theo những kẻ mỉa mai giả hình này. Con người một khi đã ra đi, chỉ còn trở lại trong ngày của người. Và lúc đó sự xuất hiện của người sẽ giống như chóe lớp sáng băng qua từ đầu này tới đầu kia bầu trời, nhanh tới nỗi con mắt khó lòng mà theo dõi được. Các con, và không phải chỉ có các con, không ai có thể theo thầy trong sự xuất hiện sau cùng của thầy, khi thầy tụ họp mọi người đã sống, đang sống và sẽ sống. Nhưng trước khi việc đó xảy ra, con người sẽ phải đau khổ rất nhiều, phải chịu hết mọi thứ đau đớn của nhân loại. Và ngoài ra, người sẽ bị từ chối bởi thế hệ này. Nhưng Chúa ơi, vậy thầy sẽ chịu hết mọi điều ác mà thế hệ này có thể đánh trên thầy? Mục đồng Matthia nhận xét: Không, thầy đã nói, tất cả mọi đau đớn của nhân loại đã có trước thế hệ này và sẽ có trải qua mọi thế hệ sau thế hệ này. Nó sẽ luôn luôn phạm tội, và con người sẽ nếm tất cả những đắng cay của tội lỗi quá khứ, hiện tại và tương lai, cho tới cái tội sau cùng. Người sẽ nếm tất cả trong tâm hồn người, trước khi là đấng cứu thế. Ngoài ra, danh dự của người sẽ phải khổ trong tâm hồn tình yêu của người, khi thấy nhân loại dày đạp tình yêu của người. Lúc này thì các con chưa thể hiểu được. Bây giờ chúng ta hãy vào căn nhà này, nó là bạn của thầy. Người gõ vào cửa, nó mở ra để người vào. Và người gác cổng không chút ngạc nhiên gì về số người vào theo sau Giê-xu.
đối với tôi Đức Kitô là ai rồi? Giờ này đối với tôi Ngài còn là Ngài hay thôi là một chiếc bóng bên đường, một lần cất bước đi qua để lại thoáng chút dư âm, và rồi lòng quên hay nhớ. Giờ đây đối với tôi Đức Kitô là ai rồi? Giờ này đối với tôi Ngài còn là Ngài hay thôi? Một lần đêm giữa đêm khuya rồi thầm cất bước ra đi, để lại thoáng nhớ mong manh rồi tan dần với thời gian. Giờ này hồn tôi vật vờ chơi bơi trên muôn con sông, biển động trùng khơi mịt mù. Ngài là ai? Là ai? Là ai? Lúc tôi vui, lúc tôi buồn, lúc tôi ghen, lúc tôi hận, lúc tôi yêu người. Ngài là ai? Là ai? Là ai? Khi thành công, lúc thất vọng, khi lầm than, lúc thanh nhàn và trong suốt cuộc đời. Giờ này đối với tôi Đức Kitô là vua trời, vào đời chết cho tôi vì một tình không biên giới. Ngài hằng dẫn lối đưa đường, đồng hành sánh bước ngay bên. Ngài là ánh sáng trong đêm, nguyện lòng không chút nào. Thank you.
chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.